Chắc là phải mài lại con mã tấu này thôi. Cùn quá rồi. Còn thuốc không? Có mài mấy thì một viên cũng đi thôi. Lo mà vẫn cho ngon. Tớ còn mỗi điếu này. Thôi chung nhé. Đây, châm đi. Ôi, nhớ nhà hả anh? Lạ này nhẹ lắm. Ừ, xong trận này được hơi thuốc lào với ba chè xanh gọi là tuyệt. Em chỉ thèm ra sông tắm một cái cho mát. Đến thùng kia đến giờ 5 năm rồi đúng không? Bẩn như ma lem ý. Ngán chắc lớn lắm đấy. Ừ. Giờ mà gặp không chắc đã nhận ra được nó. Sao mãi chưa có lệnh tấn công nhỉ? Ờ, chưa cả ngày hôm qua không đánh đấm gì rồi. Không biết đời đến bao giờ đây. Sắp đánh rồi. Trường có lệnh, đúng 17 giờ tấn công. Còn 5 phút nữa thôi. Sẽ có hiệu từ trên cao phẩy. Toàn đơn vị sẵn sàng. Sau loạt pháo lệnh là xung phong. Cầm dao này thì bắn. Thank you.
Đi đi. Chết mà, không biết nào ăn này. Thank you.
tăng lên. Chiếm lại trận lính, gần đến nơi rồi. Đi vào quả anh Thung, nhanh. Ok, vậy.